Bà Phương Hằng đã tới mọi người. Phải xe của chị Phương Hằng. Rồi ok. Đứng ra đây. Rồi nó nấp trong cái này. Theo thằng này. Dạ chào chị Hằng. Thì hôm nay sao chị, em thấy chị xinh gái nhất nhất trong năm rồi chị. Vì xinh gái cho nên cũng bị đánh giá nhiều lắm rồi đó. Hy vọng là ngày hôm nay mọi người sẽ giúp chị không ai đánh giá chị. À, chị cũng hy vọng là hôm nay chị sẽ làm sáng tỏ tất cả mọi người để cho mọi người hiểu được cái câu chuyện mà anh chị đã làm tất cả vì cộng đồng. Thì chị sẽ dành cho mỗi người được hai câu hỏi. Hỏi chị và hỏi luôn cả những cái nạn nhân mà đã bị bỏ hành lừa đảo đến khán giả bài sản và tất cả những gì chị nói đều là thật 100%. Chị cam kết rằng những gì chị nói mà mọi người tìm ra không đúng những gì chị nói thì chị sẽ chị chấp nhận tất cả. Thì mong cái buổi nói chuyện hôm nay chúng ta rất là công bằng, rất là rõ ràng. Mục đích của chị cuối cùng mang lại là cho cộng đồng. Chị chơi cuộc chơi này vì cộng đồng, không phải là cá nhân gì. Cho nên là mọi người hãy đặt câu hỏi nào mà khó nhất thì sẵn sàng giải đáp. Còn tất cả những gì chị nói trên công chúng, trên Facebook thì chị đã nói rất là rõ rồi. Còn những góc khuất, còn những cái mà mọi người cảm thấy rằng chưa có thỏa mãn với những cái gì mà chị gặp mà ngay đúng chị thì mọi người cứ đặt câu hỏi thoải mái. Chị Phương Hằng đây là không bao giờ ngại sự thật. Nếu mà chị là ngại sự thật thì chị không bao giờ đem cái câu chuyện này ra trước công chúng, bởi vì chị cũng rất là mệt mỏi. Và hôm nay chị tin là cái cuộc nói chuyện hôm nay sẽ cho tất cả mọi người hiểu rõ và chúng ta phải còn cuộc sống, còn nhiều việc phải làm. Anh chị cũng vậy, còn công ty, còn công nhân, còn cái công việc thiện nguyện của chị cũng phải làm, cũng tiếp tục phục vụ cho cộng đồng. Gặp gỡ báo chí và truyền thông của doanh nghiệp Nguyễn Phương Hằng sẽ sắp sửa bắt đầu trong ít phút nữa. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý anh chị phóng viên chúng ta ổn định chỗ ngồi để chương trình của chúng ta được phép bắt đầu. Thank you.